xin chào anh chị nhà đầu tư ha chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em kênh youtube chứng khoán nmc finance thì uh... Hôm nay cũng là những ngày cuối tuần thì em với chị mình sẽ cùng ngồi lại với nhau để mà mình cùng nhau mình đánh giá về mặt thị trường và đánh giá qua từng cái dòng của cổ phiếu và trong cái tuần vừa rồi thì chị mình cũng đã trải qua một cái gọi là cái cung bậc cảm xúc nó tương gọi là nó tương đối xoay vòng anh chị ha có những cái lúc thì thị trường chung của chúng ta nó có những cái tín hiệu đạt độ rất là mạnh nhưng mà về mặt cuối phiên về mặt gọi là đau đói khoảng chỉ còn 5 đến 10 phút về cuối phiên ETC của những cái phiên ngày thứ sáu thôi thì nó có những cái tín hiệu nó thu hút được những cái lực cầu giá rẻ trở lại mà nó làm cho những cái mà cổ phiếu nó có những cái nhịp sprint và những nhịp gọi là nhịp wash out của thị trường để mà thu hút những cái lực cầu đối với thị trường của chúng ta nên là hầu như là nhìn chung là cái phiên áp lực trong cái phiên thứ sáu vừa rồi và những cái tín hiệu kết phiên tuần nó cũng đau đâu đó nó cũng đã giải tỏ được một cái áp lực tương đối căng thẳng ở những cái phiên mờ biên ở đâu ở những cái nhịp giữa tuần anh chị ha và với những cái tình trạng về những cái việc mà thị trường chung của chúng ta nó thu hút được lại được những cái lực cầu về đặc biệt là về mặt cuối phiên thì thị trường chung của chúng ta nó sẽ diễn biến như thế nào trong một cái nhịp độ của tuần tới và những cái nhóm cổ phiếu nào những cái trạng thái các nhóm cổ phiếu nào anh chị mình nên lưu tâm thì trong cái video ngày hôm nay em với chị mình sẽ cùng để quay mình phân tích anh chị ha thì cũng chào mừng anh chị mình đến với kênh youtube của em kênh youtube chứng khoán Finance thì nếu mà anh chị mình lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà ra những video tiếp theo ha thì quay trở lại đối với thị trường chung của chúng ta thì sau một cái phiên mà nó có những cái tín hiệu mở biên rơi vào ngày đầu đó là khoảng ngày 7 tháng 9 thì lúc đó thì hầu như là nếu mà anh chị mình có thể mình để qua trong những cái nhịp mà hầu như là khoảng trong khoảng 10 phiên trở lại đây á, thì anh chị mình có thể thấy được là cái biến động nhiều nhất nó sẽ diễn ra vào khoảng đâu đó là khoảng ở phiên chiều tại vì cái bản chất á, là khi mà kể từ lúc mà thị trường chung của chúng ta mà áp dụng những cái lượng hàng giao dịch mà T1.5 là có nghĩa là khi mà cái lượng hàng mà anh chị mình mua là khoảng đâu đó khoảng phiên chiều nó về thì những cái việc đó là nó làm cho cái cái vòng quay của thị trường nó tăng nhanh là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó làm cho những cái mức độ biến động và về mặt kể cả về mặt uh, gọi là về mặt thị trường biến động giá hay là về mặt gọi là về mặt thanh khoản cũng thế, nó cũng đã biến động rất là gọi là biến động lớn xảy ra vào cái việc phương chiều. nên là em đánh giá là nếu mà cái trường hợp mà nó cái việc mà các cung hàng nó hấp thụ lại ở phiên chiều gọi là nó một cách tích cực thì thị trường chung của chúng ta khả năng nó vẫn sẽ có những cái tín hiệu nó sẽ cân bằng sớm trở lại à, anh yeah, chị ha tại vì cái bản chất nó em đánh giá là nó vẫn chưa có thể nào mà nó có những cái nhịp gọi là nó bùng nổ bất thoát nhanh được tại vì cái bản chất thị trường chung của chúng ta nó giống với một cái quả banh quả là cái quả bóng nó đang rơi thì nó phải cần có những cái khoảng thời gian nó dập dìu thì nó mới tìm lại những, được những cái điểm cân bằng tuy nhiên là anh chị mình hầu như anh chị mình có thể thấy được sau mọi lần mà thị trường chung của chúng ta nó có những cái tín hiệu gọi là sụt giảm và có những cái tín hiệu quá như thế này nè là những cái dòng cổ phiếu mới nó, nó hình thành nó làm cho cái vòng quay của những cái nhóm ngành đó, nó bắt đầu nó được luân chuyển với nhau nó bị gọi là nhà đầu tư bị thay máu lẫn nhau nên là những cái dòng mới nó sẽ xuất hiện những cái mã cổ phiếu nó thuộc dạng nó mạnh hơn thị trường chung nó sẽ xuất hiện qua những cái đợt sụt giảm này của thị trường và hầu như là lần nào cũng thế anh chị ha chứ không riêng gì cái lần này gọi là riêng gì cái lần này hay là riêng gì về những cái lần trước nên là hầu như là những cái điểm, điểm gọi là cái điểm sụt giảm như thế này này thì một những cái mã cổ phiếu mới mình mới đánh giá được là cái dòng cổ phiếu nào nó được đỡ cung được cái cổ phiếu nào nó được giữ nhịp được và lập tức là hầu như là khi mà cái tín hiệu thị trường chung của chúng ta nó có những cái việc mà rút chân ở về mặt cuối phiên nó sẽ nó dẫn đến những cái tình trạng là rất là nhiều những cái mã cổ phiếu nó có những cái tín hiệu nó rắc và vượt đỉnh thì những cái mã cổ phiếu gọi là các phân mẫu hình mà nó giữ được những cái vùng nền á anh chị mình cần chú ý tới và những cái mã cổ phiếu đó là những cái mã cổ phiếu mà nó sẽ có một cái cơn sóng nó gọi là nó sẽ chạy mạnh hơn sau những cái đợt sụt giảm của thị trường thì tại vì cái bản chất khi mỗi lần thị trường chung của chúng ta sụt giảm á thì mình mới biết được là cổ phiếu nào nó có được những cái dòng tiền và cổ phiếu nào nó có được những cái trạng thái của là nó giữ nhịp cho những cái nhịp sống tiếp theo anh chị ha thì đối với cái việc mà thị trường chung của chúng ta nó vận động đối với cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi thì em đánh giá là hiện tại nó sẽ xảy ra hai cái trạng thái các gọi là hai cái trạng thái của từng cái nhóm ngành cổ phiếu cái trạng thái đầu tiên là các firm cổ phiếu nó đi chung một cái yếu tố gọi là cái chung firm mô hình đối với thị trường chung là có nghĩa là nó đang trong một cái nhịp vụ bỏ nó vừa mới bước thoát một cái nhịp vụ bỏ và bắt đầu nó tìm đến những cái trạng thái của là nó đang chờ đợi những cái nhịp gọi là dấp diêu để mà nó tìm đến những cái vùng cân bằng thì đối với những nhóm cổ phiếu đó thì mình phải chờ đợi một cái phiên gọi là cái phiên xác nhận anh chị ha nó giống như với những cái trạng thái của mà cổ phiếu của HCM giai đoạn trước đây này đấy thì trong những cái nhịp cân bằng như thế nào này cân bằng này có này cạn cung có này nhưng mà sao chị nhưng mà cái dòng tiền nó không nó vào để mà nó đánh xác nhận á, thì những cái điểm như này là những cái điểm mà anh chị mình mua vội nó sẽ tương đối rủi ro anh chị ha còn nó đối với khác với những cái trạng thái đó giống như trạng thái của mạng cổ phiếu của c 4 g nó vẫn nó cũng có những cái nhịp dỗ hàng nó cũng có những cái nhịp gọi là nó cân bằng giá nó cũng có những cái nhịp gọi là nó nó cạn dần cái lực cung nhưng mà nó khác với mã cổ phiếu của HCM là nó đã có được một cái phiên gọi là cái phiên dòng tiền vào cái viên dòng tiền vào để mà nó đánh xác nhận thì anh chị mình mua những cái điểm này này Nó là những cái khoản bảo hiểm cho anh chị mình đối với khi mà cái thị trường chung của chúng ta Gọi là nó xuất hiện những yếu tố rủi ro Anh chị anh nên là minh chứng cho cái điều đó Là khi mà thị trường chung của chúng ta nó có những cái yếu tố nó điều chỉnh sâu Nó có nó rơi vào khoảng, nó gọi là nó rơi khoảng hai phiên Thì những cái mạo phiếu này nó vẫn giữ được những cái vùng nền và những cái vùng gọi là vùng chân dòng tiền đi vào Thì sau khi một cái quá trình gọi là vũ bỏ Thị trường chung của chúng ta bắt đầu nó bình ổn trở lại Nó thu hút được những cái lực cầu dây đây trở lại thì những cái mảng phiếu này bắt đầu nó được giữ được nó về lại những cái vùng nền trên cổ phiếu này thì bắt đầu trong những cái giai đoạn tới thì nó sẽ có những cái tín hiệu nó bật tăng nó một cách nó tốt hơn nó mạnh mẽ hơn so với những cái mảng cổ phiếu giống như là trạng thái của HCM anh chị ha đấy nên là hai cái phong mô hình nó gọi là nó nó trực thuộc như thế đấy nó là những cái cổ phiếu nào mà nó gọi là nó chưa lấy lại được những cái gọi là nó đang trong một cái vùng biên như thế này này thì đang gọi là nó đang đi chung với một cái form mẫu hình của thị trường chung của chúng ta. Còn những cái mã cổ phiếu nào trong những cái giai đoạn này nó vẫn giữ được những cái form, nó vẫn giữ được một thứ nhất là giữ được những cái vùng nền tích lũy, cái thứ hai là nó giữ được những cái trên mẫu hình, cái thứ ba là cái việc mà khi mà thị trường chung của chúng ta rút chân á thì những cái mạo phiếu nào nó về lại những vùng nền hay là nó thu hút được những cái lượt tiền là đánh bước thoát á, thì những cái mạo phiếu đó là những cái mạo cổ phiếu khỏe thì những cái form đó thì nó thuộc gọi là hiện tại những cái vùng giá của cổ phiếu đó nó hiện tại nó đang ở những cái vùng này này hoặc là nó đã có những cái xu hướng rất đi lên thì trong cái video ngày hôm nay em với chị mình sẽ cùng đi qua mình mình nhận nhận về hai cái phần mẫu hình này để mà đạt được những cái điều kiện đánh nó phải đủ được những cái điều kiện giống như là những cái form mẫu hình nào nó đi chung với cái cái yếu tố của thị trường chung ấy, nó tạo ra những cái điểm dụ á thì nó phải cần có những yếu tố cân bằng và một cái điểm xác nhận chính là những cái phiên dòng tiền còn những cái mà cổ phiếu này nó hồi phục lên lại quanh cái vùng nền này hay là nó đã có những cái điểm gọi là điểm rắc khi mà cái thị trường chung của chúng ta rút chân á thì những cái mạng phiếu đó anh chị mình sẽ ưu tiên anh chị ha cho những cái nhịp tuần sau thì em cũng sẽ lít ra cho anh chị mình về gọi là mình đi dần dần qua từng cái giai đoạn của video thì mình sẽ lít qua dần dần gọi là mình đưa để mình đưa ra một cái danh mục cho những cái tuần mới anh chị mình chú ý mình theo dõi ha thì đấy là cái xu hướng về mặt thì cái thị trường Chung. thì ở đầu phiên này em cũng có đi qua mình nhận định thì hầu như là khi mà thị trường chung của chúng ta nó tạo ra một cái hai nó đã mở ra một cái phiên gọi là hai cái phiên mở biên rơi rồi á nó nhưng mà nhiều mã cổ phiếu này nó đã rơi vào nó đã rơi trước so với thị trường thì cái vùng mà thị trường chung của của chúng ta điều chỉnh quanh vùng một hai trăm hai hoặc là quanh vùng một hai trăm ba mươi cộng trừ á thì cái mốc này là khả năng cổ phiếu nó sẽ tạo ra được một cái điểm gọi là cái điểm chiết khấu trong ngân hàng nên là nó sẽ rất là dễ thu hút những cái lực cầu giải đề đợi cung trở lại nên là những cái tình trạng mà anh chị mình chưa xử lý gọi là mình còn kẹp hàng ở uh, hai cái phiên này mình chưa xử lý thì cái phiên này mà nó đã về lại những cái khoản gọi là cái điểm hỗ trợ cứng của cổ phiếu rồi à, của thị trường chung rồi thì mình hạn chế mình xử lý nữa đấy là cái yếu tố của thị trường chung của chúng ta trong cái phiên ngày thứ sáu vừa rồi anh chị ha đấy nên là như khả năng là chiều nay cái hàng mà cái cái hàng mà cái lượng hàng mà còn cái ngày mở biên rơi nó về á thì khả năng nó sẽ tăng cái cung ở đầu phiên chiều thì nhịp watch out hoặc rút chân này khả năng nó sẽ được hấp thụ hàng trong chiều nay đấy đối với những cái trạng thái trong ngắn hạn đối với thị trường của chúng ta à, anh yeah. chị ha nên là cái việc mà mình xử lý thì mình sẽ chờ đợi nó có nó có những cái lực gọi là lực hồi phục đầu tiên thì lúc đó mình xử lý nó nhìn chung là cái cái mức giá của anh chị mình nó sẽ tương đối tốt hơn anh chị ha thì cái với cái việc mà hấp thụ đầu phiên như thế này này thì gọi là phiên chiều á tốt thì cũng sẽ tạo ra một cái động lực cho thị trường của chúng ta nó sẽ sớm tìm lại được một cái gọi là cái điểm cân bằng ha thì thường những cái giai đoạn mà chuyển giao về mặt dòng tiền hay là chuyển giao về mặt cổ phiếu á thì nó sẽ diễn ra ở mọi lần báo cáo gọi là ra báo cáo kết quả kinh doanh nên là nó làm đánh giá để mà nó xuất hiện thêm một cái dòng mà nó đủ một cái biên độ để mà nó dẫn dắt thị trường chung của chúng ta thì khả năng nó sẽ rơi vào cái thời điểm mà cái đâu đó là khoảng cái nó lúc mà nó ra báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 nó sẽ rơi vào khoảng cuối tháng này anh chị ha thì từ giờ đến đó thì khả năng từ về gọi là từ giờ đến cuối tháng này thì thị trường chung của chúng ta sẽ khó có một cái cần sống dòng mà đa phần nó sẽ gọi là nó đến từ những cái mạng phiếu nó thứ nhất là nó đủ một, một cái mức độ chiết khấu cái thứ hai hoặc là những cái mã phiếu thuộc dạng riêng lẻ của từng cái dòng á thì nó sẽ cho những cái nhịp độ ngắn anh chị mình có thể mình chú ý tới và hầu như là trong những cái cơn sóng sụt giảm của thị trường thì nó đều cho với nó đều cho một cái vấn đề là một cái cổ phiếu mới nó gọi là một cái cơn sóng của một cái cổ phiếu mới nó ra đời còn những cái khi mà cái đợt sụt giảm của thị trường chúng nó mạnh á thì cái dòng mới nó sẽ ra đời anh nha anh chị mình để ý nè thị trường chung của chúng ta mà sụt giảm mạnh á gọi là đây là những cái nhịp gãy của thị trường chung rồi thì cái dòng mới nó sẽ xuất hiện đối với trong những cái khoảng thời gian sau còn đối với những cái việc mà thị trường chung của chúng ta nó có những cái biên độ điều chỉnh ngắn á, thì một vài thì nó sẽ khó để mà nó có được một cái con sóng dòng mà nó sẽ hầu như là đến từ những cái mạo phiếu gọi là thuộc dạng riêng lẻ giống như là điều chỉnh á, thị trường điều chỉnh á, thì siêu cổ phiếu ra đời còn thị trường gãy á, thì một cái siêu dòng gọi là siêu dòng dẫn mới nó ra đời thì đấy là cái vấn đề của thị trường chung mà muôn thuở của của chúng ta anh chị ha nên là thường những cái nhịp như thế này này thị trường sẽ tạo biên tích lũy để mà nó tìm điểm công bằng cho những cái dư địa mới anh chị ha nên là những cái giai đoạn này thì nhìn chung là mình cũng ưu tiên cho những cái việc mà mình thu gọn cái danh mục đối với những ở những cái nhịp gọi là hồi phục ngắn hạn của thị trường còn chị mình đã thu gọn rồi thì mình sẽ giữ vì thế mình quan sát ở những cái mã phiếu mà nó thuộc dạng nó giữ được một cái vùng trend đó, để mà hoặc là nó lấy lại vùng trên nhanh á thì đã là những cái việc mà anh chị mình nên hướng tới anh chị ha thì qua mỗi đợt sụt giảm hay là những cái đợt điều chỉnh của thị trường á thì thị trường của chúng ta nó sẽ xuất hiện những cái cơn sóng mới nên là cái việc mà mình nhận diện sớm thì cái cơ hội trong nhịp tới á thì nó sẽ hình thành và đa phần là trong những nhịp điều chỉnh sau này á thì nhà tư mình sẽ tương đối chán nản đa phần nhà tư mình trên thị trường chán nản á nên là thường bỏ qua những cái đợt phục hồi đầu tiên của cổ phiếu đó nên là nhìn chung là khi mà tạo trên mới thì lúc đó mình sẽ nên thì mình sẽ nên mình quan sát cho những cái nhịp tiếp theo anh chị ha thì đó là nhận định đầu phiên ở cái phiên thứ sáu vừa rồi trong cái room khách hàng của em thì em đánh giá là sau những cái cái gọi là cái nhịp mà thị trường chung của chúng ta bắt đầu nó có được thu hút được những cái lực cầu trở lại như thế này thì mình giá là khả năng thì trường chung nó vẫn sẽ chưa thế nào mà nó tạo ra một cái điểm gọi là để mà nó bứt thoát ngay được mà nó sẽ tạo ra những cái tín hiệu nó dập nhiều để mà cái khả năng trong những cái phiên ngày thứ hai á, nó sẽ tạo ra những cái điểm gọi là nó có thể nó sẽ nó sẽ test đâu đó khoảng vùng 1260 thì những cái lượng cung hàng của nhà tư mình còn kẹp còn sót lại còn kẹp hàng quanh cái vùng này nè thì nó sẽ bắt đầu nó tăng cái lượng cung ra thì nó sẽ làm cho cái thị trường chung của chúng ta nó sẽ dập nhiều em đánh giá là khả năng thiên hướng về trong cái tuần tới á, nó sẽ có những cái lực hồi phục ngắn sau đó nó sẽ tạo ra một cái biên độ gọi là biên độ sideways biên độ giữ nhịp thì nó sẽ tương đối tốt hơn cho những cái nhịp tiếp theo của thị trường anh chị ha tuy nhiên thì cái cơ hội thì nó sẽ đến từ những cái mảng cổ phiếu nên là những cái biến động dân như thế này của thị trường thì em đánh giá là nó vẫn nhìn chung là nó bắt đầu nó tương đối ổn nó tương đối ổn bằng cái việc là các cổ phiếu nó nó đã xuất hiện một vài cái mã cổ phiếu nó bất khốc so với cái thị trường chung của chúng ta đấy nên là những cái cổ phiếu nào nó giữ được một cái form mẫu hình nó thuộc dạng nó tích lũy gọi là nó nó giữ nhiệt tốt hơn so với thị trường chung á thì đấy là những cái điểm cổ phiếu mà anh chị mình cần hướng tới anh chị ha thì uh, Đó là cái về mặt cái xu thế của về mặt thị trường chung rồi tiếp theo mình sẽ đi qua mình phân tích về từng cái dòng và từng cái ngành anh chị ha và đặc biệt là hai cái form mẫu hình mà em có hướng đến chính là cái việc mà thứ nhất là những cái mà gọi là phong mô hình đã đang gãy nên dũ và sau đó nó đang cân bằng thì nó phải chờ đợi một cái yếu tố gọi là nó yếu tố xác nhận anh chị ha nó giống với những cái mã phiếu giống như là trạng thái của HSG giai đoạn trước đây này thì đa phần những cái mã cổ phiếu giống như là trạng thái của những ngành banh trạng thái rất là nhiều mình nói là vấn đề về mặt đa số đa số nhóm ngành banh này nhóm ngành chứng khoán này hay là nhóm ngành bất động sản bất động sản khu nghiệp á nó đang trong một cái nhịp gọi là nhịp vụ như thế này này bắt đầu nó có những cái tư hướng lực hồi phục đầu tiên đấy nên là nó phải cần có một, một khoảng một khoảng vài để mà nó tạo ra một cái thế công bằng, sau đó nó tạo ra một cái tín hiệu gọi là nó cạn cung dần, thì cái điểm mua của anh chị mình gọi là mình đừng có đối với những cái mã cổ phiếu mà nó đang trong một cái trạng thái gây nên dữ thì anh chị mình đừng nên gọi là nhìn chung là cũng không nên mua quá sớm. Thì khi mà cái điểm mua của mình nó tốt nhất và nó tối ưu nhất và nó an toàn nhất á là khi mà nó đã có được một cái phiên dòng tiền vào xác nhận như như thế này nè, anh chị mình mua nó sẽ tương đối an toàn hơn. Thì mặc dù khi mà thị trường chung của chúng ta nó có những cái tín hiệu nó sụt giảm á thì những cái mã phiếu mà khi mà thị trường chung của chúng ta bình ổn á thì những cái mã phiếu đó, những cái mã phiếu mà nó nó đã có được một cái phiên xác nhận như như thế này này là là những cái mạng phiếu mà nó sẽ giữ gọi là nó sẽ lấy lại được một cái vùng trend nó tốt nhất anh chị ha đấy nên là hầu như hầu hết là những cái trạng thái hiện tại thì mình đối với những cái mạng phiếu mà nó đang trong một nhịp cậy dầu á thì chị mình phải chờ đợi một cái điểm xác nhận còn những cái mạng phiếu mà thuộc dạng nó nó mạnh hơn nó khỏe hơn thị trường chung thì phần tiếp theo em với chị mình sẽ cùng đi quan mình phân tích về đi qua từng cái dòng để mà mình cùng đưa ra cái cổ phiếu nào đã đang trong một cái phơm nào anh chị ha thì đầu tiên mình sẽ nói về cái dòng chính là cái dòng chứng khoán thì cái dòng chứng khoán anh chị mình để qua những cái bảng phiếu giống như là trạng thái của HCM đó thì cái điểm gọi là hỗ trợ rất là tốt của mạng phiếu của HCM chính là quanh vùng giá 24 thì nhìn chung là mạng phiếu HCM nó đi chung một cái phơm mẫu hình của thị trường chung nên là đối với những cái mã phiếu này á mà nó vào lại những cái cơn sóng á thì đối với thị trường chung của chúng ta mới có một cái nhịp sóng vượt định được còn đối với thời điểm hiện tại thì sau một cái biên độ rơi này bắt đầu nó có thu hút được những cái lực cầu gọi là những cái vùng giá chiết khấu đủ lớn của cổ phiếu nó thu hút được những cái lực cầu giá rẻ về thì những cái mã phiếu này Thì khả năng cái cái việc mà nó sẽ trong cái phiên thứ hai á, nó sẽ test đâu đó khoảng dưới 26 những cái vùng này nó sẽ, nó sẽ xuất hiện những cái lực bán những cái lực cung ngoài nhà tư mình còn kẹp hàng quanh cái vùng này này thì người ta chưa xử lý được thì những cái vùng hồi phục lên á thì em đánh giá là những cái lực cung đó nó sẽ tung ra thì đối với những cái xu thế của mà cổ phiếu của HCM em đánh giá khi mà nó test quanh cái ngưỡng khoảng ngưỡng ngưỡng 26 26.5 á thì khả năng nó sẽ tăng cung nó sẽ có những nhịp gọi là nó test về trong những cái giai đoạn test về trong giai đoạn sau mà khi tố cạn cung nó dần hình thành tiếp theo á mà sau đó nó xuất hiện một cái phiên gọi là phiên bùng nổ với mặt thanh khoản để mà nó tạo ra những cái điểm xác nhận thì những cái giai đoạn đó anh chị mình mới tham gia nó mới an toàn còn thời điểm này em đánh giá là nó vẫn chưa chưa đủ một cái cơ sở an toàn để cho anh chị mình có thể mình tham gia được anh chị ha nên là mình phải cần có những cái tín hiệu gọi là mình chú ý về những cái điều kiện mình tham gia Đấy, nó hồi lên vùng này nè sau đó nó test lại cạn cung tại vì sao nó phải cạn cung tại vì cái yếu tố khi mà nó kiểm tra cái lượng cung hàng trên này này nó phải test lại mà cái lực bán nó xuất hiện nó ít dần thì càng cạn cung thì càng nó gọi là cái mức độ uy tín gọi là cái mức độ tin cậy cổ phiếu nó sẽ càng cao nó sẽ dễ thu hút được những cái lượt tiền vào anh chị ha nên là mình phải yếu tố cạn cung nó dần hình thành á thì mình phải chờ đợi thêm một cái yếu tố chính là cái phiên gọi là một cái phiên dòng tiền mở biên để mà nó đánh xác nhận nó giống với nó không khác gì mà cổ phiếu của ho sen cả anh chị ha giai đoạn trước này sau những yếu tố mở biên này sau đó nó sẽ có những cái lực hồi phục lên thì những cái lực hồi phục lên như thế này này thì bắt đầu nó sẽ kiểm ra cái lượng cung hàng vùng trên này Đấy, đây là chính là những cái ngưỡng kháng cự của phiếu kiểm tra lượng công hàng này sau đó test lại cạn cung này thì dòng tiền nó phải thu hút trở lại thì anh chị mình có thể mình mua cao hơn một tí nhưng mà có được những cái điểm đánh xác nhận á thì cái việc mà anh chị mình sẽ đảm bảo được cái gọi là cái tài khoản của anh chị mình đảm bảo được những cái điểm mua nó sẽ tương đối an toàn và cái mức độ mà anh chị mình mua xong nó chạy á thì nó sẽ rất là cao anh chị ha hơn cái việc mà anh chị mình mua vội giống như là anh chị mình mua vội trong cái phiên những cái phiên như thế này này À, yếu tố càng cung nó dần hình thành này nhưng mà cái dòng tiền nó không có vào đấy nên là chị mình mua vội thì nhìn chung nó sẽ tương đối rủi ro anh chị ha còn những cái mã phiếu này thì anh, em đánh giá là nó sẽ đi chung với những cái trạng thái của hoa sen á nên là khả năng ngày mai khả năng cái phiên thứ hai là thứ ba nó sẽ test về quanh khoảng, khoảng đâu đó khoảng giờ hai mươi sáu hai sáu chấm thì nó sẽ, nó sẽ gọi là nó sẽ gọi là nó sẽ gia tăng thêm những cái lượng cung á nên là khả năng nó sẽ test về yếu tố test về thành còn thấp thì những cái giai đoạn sau cái dòng tiền đánh đánh vào trở lại ấy thì anh chị mình phải chú ý những cái mạo phiếu này còn thời điểm hiện tại thì mình chú ý mình theo dõi thôi mà em đánh giá là nó chưa nó chưa có có một được một cái phiên xác nhận để mà anh chị mình có thể mình chú ý tới ha thì trạng thái hiện tại thì nó đi chung với cái gọi là cái yếu tố của thị trường chung thôi nó không phải là những cái mạo phiếu mà nó được đỡ cung đầu tiên tại vì anh chị mình đi á những cái đợt sụt giảm của thị trường á thì những cái mạo cổ phiếu mà nó được đỡ cung đầu tiên á thì thường là những cái mạo phiếu nó mang tính chất mang tính hướng về những cái tính đầu cơ giống như là nó thường là những cái mạng phiếu vốn hóa nhỏ vốn hóa bé hơn so với những cái mạng phiếu đầu ngành anh chị mình thường để qua những cái nhịp đó đó nó là những cái mạng phiếu đầu cơ nó là những giai đoạn này nè kể cả nhóm ngành chứng khoán kể cả nhóm ngành bất động sản kể cả nhóm ngành thép cũng vậy thì những cái mạng phiếu mà nó thuộc dạng cái sai cổ phiếu nó bé một tí thì nó sẽ gọi là nó mang tính chất đầu cơ một tí thì nó sẽ là những cái mạng phiếu nó hồi phục nhanh nhất anh chị mình nên lưu ý cái vấn đề này ha còn những cái mạng phiếu giống như là hcm nó thuộc là những cái cái dạng mà dạng dần sống rồi nên là, nên là cái nó phải đồng thuận theo cái yếu tố của thị trường chung nữa anh chị ha nên là cái khả năng mình phải chờ đợi những cái điểm bắt test thì sau đó nó thu hút được những lực gọi là cái cái dòng tiền trở lại thì mình sẽ đánh cho những nhịp sau anh chị ha đó là trạng thái của HCM rồi tiếp theo qua những cái mã cổ phiếu đầu ngành khác giống như là trạng thái của VND đấy VND nó không đi chung nó, nó giống với mã cổ phiếu của Hoa Sen đó anh chị anh chị mình để này cái phần mà hình nó đi chang nhau à đấy nó xong những cái nhịp vụ bỏ này sau đó nó hồi phục lên này bắt đầu hồi phục lên cái vùng thấp này sau đó nó phải nó phải về lại những vùng nền này, này nó bắt test lại một lần nữa đấy nó kiểm tra cái lượng công hàng lên vùng này. Còn cái lượng cung còn nhiều hay không? Có người ta còn bán nhiều hay không? Thì khi mà cái lượng hàng cung gọi là cái cung hàng người ta bán ít lại á, không còn xuất hiện những cái áp lực bán lớn nữa thì lúc đó nó mới dễ thu hút những cái lực tiền. Thì lúc đó thì nó sẽ là tạo ra một cái cơn sóng vượt đỉnh mới thì lúc đó mình sẽ đánh nó sẽ tương đối an toàn hơn. Còn những cái giai đoạn mà thị trường chung lúc đó thì nó rất mới rất là dễ để mà nó dẫn dắt cho thị trường chung của chúng ta anh à, chị ha. Còn đối với thời điểm hiện tại thì thì thị trường chung của chúng ta nó mới, mới vừa một cái biên rơi nên là cái xác suất để mà nó vào cái dòng tiền nó vào ngay những cái nhóm cổ phiếu này em đánh giá thì nó vẫn cần có những cái còn thời gian anh chị ha đó là những cái bảo phiếu này này thì khả năng nó về lại khoảng giữa 21 21.5 á nó sẽ bắt đầu nó sẽ xuất hiện dần những áp lực cái điểm bắt test cổ phiếu nó test lại với một thành còn thấp thì mình sẽ chờ đợi những cái điểm gọi là cái điểm dòng tiền vào tiếp theo mình tìm mình đánh nó sẽ tương đối an toàn nên là những cái bảo phiếu này mình sẽ chú ý mình theo dõi và mình ưu tiên sau khi mà nó đạt được những cái điều kiện gọi là những cái phiên xác nhận bùng nổ anh chị ha nó giống với mà cổ phiếu của HSG anh chị mình để cứ cái phong màu hình này y chang với nhau nên là anh chị mình phải chờ đợi cái phiên này về này chính là mình phải kiên nhẫn mình phải chờ đợi những phiên này về Đấy cái cái viên này mà gọi là cái phiên xác nhận gọi là cái dòng tiền vào, mở biên lên dòng tiền vào. Anh chị mình thậm chí anh chị mình mua giá cao thì cái xác suất anh chị mình gọi là anh chị mình ăn xác suất an toàn nó vẫn cao. Xác suất anh chị mình thắng nó vẫn cao và anh chị mình mua nó sẽ chạy vào những cái cơn sắp ngay được anh chị ha. Thì nó sẽ tương đối tốt hơn. Đấy là những cái bảng phiếu của những ngành chứng khoán VND, HCM. Còn cái ai thì nhìn chung là giai đoạn này nó tương đối yếu thì mình sẽ chưa quan tâm, chưa ưu tiên nhưng mà nhìn chung là những cái điểm này chính là những cái điểm hỗ trợ cổ phiếu thì năng sẽ có những cái tín hiệu nó thu hút những cái lực cầu. Gọi là lực cầu giá rẻ, lực cầu bắt giá rẻ là cầu chích khấu đấy. đó thì và đặc biệt là cái phiên thứ sáu vừa rồi là mà cổ phiếu của SSI thì cái lượng hàng cổ tức nó về nên là anh chị mình có thể thấy được là cái phiên này cái cái thanh còn nó tương đối cao đấy nên là nhìn chung là nó vẫn sẽ còn có những cái tín hiệu nó dập chiều nó chưa thể nào nó lên ngay được đâu anh chị ha nên là mình phải kiên nhẫn mình chờ đợi thì kể cả khi mà nó có tín hiệu nó rút chân á thì nó cũng sẽ có những cái tín hiệu gọi là nó cân bằng trở lại thì nó vẫn chờ đợi một cái phiên gọi là phiên xác nhận về mặt dòng tiền thì lúc đó mình đánh nó sẽ tương đối an toàn tương đối thoải mái hơn anh chị ha nó giống với những cái nhịp này nè anh chị ha sau những cái yếu, tố gọi là rút chân lên này sau đó nó phải bắt tết lại cạn cung Đấy, không như là cái phơ mẫu hình này đi như thế bắt tới là cạn cung này dòng tiền vào đánh xác nhận anh chị mình mua cây này nó vẫn an toàn anh chị ha kể cả, cả khi mà thị trường chung của chúng ta nó dập dìu nó điều chỉnh đó thì những mã phiếu này nó vẫn giữ được khi mà cái gọi là cái dòng tiền gọi là cái điểm gọi là điểm mò chài vào cái dòng tiền thì nó vẫn nhìn chung là cái yếu tố an toàn nó vẫn đặt lên trên hết anh chị ha cái đây là chính là những cái khoản bảo hiểm cho cái những cái điểm của anh chị mình tham gia anh chị ha nên là mình phải chờ đợi những cái tín hiệu xác nhận đối với những cái mã cổ phiếu mà thời điểm hiện tại nó đang trong một cái nhịp cậy dũ ha nghe những cái nhịp quá mà mình phải chờ đợi những cái yếu tố căn là và giống với những cái bàn phiếu này anh chị mình phải để ý nó giống y chang những cái phân mô hình hoa sen này hay là cái cái vi năm này anh chị mình đấy nè dù bỏ này sau đó hồi phục lên vô thấp này hồi đó test lại test lại những cái điểm gọi là điểm kháng cự vùng này này test lại điểm này là điểm bắt test sau đó cạn cung này dòng tiền vào này anh chị mình tham gia cái cây này, này. Đã, đã, tham gia cái cây này nó sẽ tương đối an toàn và cái xác suất mà anh chị mình mua nó thắng liền đó, nó rất là cao anh chị ha nên là nhưng chúng là anh chị mình phải chờ đợi và mình khi nào nó xuất hiện những yếu tố đó thì mình tham gia nó sẽ tương đối tốt hơn ha đó là những cái bảo phiếu của nhóm ngành chứng khoán còn để mà nói nhóm ngành chứng khoán có mang thiên hướng đầu tư đầu cơ cao hơn thì mà gọi là nó hồi phục tốt hơn thì em đánh giá có hai mảng cổ phiếu đầu tiên chính là mảng cổ phiếu của VCI là những mã phiếu nó về lại những cái vùng nền nhanh nhất của cổ phiếu anh chị ha sau những cái nhịp gọi là nhịp vũ bỏ này đây là nó đang tạo ra một cái vùng nền này đây là những cái yếu tố gọi là tạo ra những điểm spring đấy thì thường những cái mã phiếu này nó sẽ hồi phục lên quanh cái vùng này này nó công bằng trở lại nó giữ nhịp khoảng 2 đến 3 phiên yếu tố cạn cùng nó dần hình thành thì những cái mã phiếu này là những mã phiếu em đánh giá nếu mà cái trường hợp nhóm ngành chứng khoán nó chạy á, thì những cái mã phiếu này là những mã phiếu nó sẽ chạy đầu tiên nó là anh chị mình có thể đối với nhóm ngành chứng khoán anh chị mình có thể mình chú ý ưu tiên trong cái tuần sau những cái nhịp đánh hồi phục đầu á thì chị mình có thể mình chú ý thứ nhất là mà cổ phiếu của VCI cái thứ hai là mà cổ phiếu của CTS là những cái mã phiếu mà nó mang thiên hướng mang tính chất của là mang tính chất đầu cơ hơn một tí đó anh chị ha sau những cái điểm gọi là nó tạo ra những nó vẫn ra những cái điểm gọi là tạo ra những điểm spring nhưng mà anh chị mình để trong những cái điểm gãy dụ của thị trường á thì những cái mạo phiếu này nó vẫn giữ được những cái vùng nền đấy cái, cái phim phiên thứ sáu vừa rồi thì khi mà cái áp lực nó quá là lớn thì nó làm cho cái cổ phiếu nó đã tạo ra những điểm spring nhưng mà khi mà thị trường chung của chúng ta nó có được những cái tín hiệu thu hút được những cái lực cầu thì những cái mã cổ phiếu nào hồi phục nhanh nhất thì những cái mã cổ phiếu đó mới là những cái mã cổ phiếu khỏe anh chị ha nên là những ngành chứng khoán em đánh giá em anh anh, anh giá là anh chị mình nên ưu tiên là mã đầu tiên chính là mã cổ phiếu của VCI cái thứ hai là mã cổ phiếu của CTS anh chị ha đó là những ngành chứng khoán là mà nó mang tính chất gọi là mình ưu tiên những cái mã cổ phiếu mà nó thiên hướng đầu cơ một tí anh chị ha nó giữ nhịp chỉ cần giữ quanh cái vùng nền này thôi nó giữ quanh cái vùng nền này này cạn cung xuất hiện thì chị mình có thể mình chú ý cho những cái nhịp sắp tới thì cái target cổ phiếu thì nó nếu mà nó vào một cái cơn sóng mới á, thì mình nhớ cái target nó sẽ test lại về lại quanh cái vùng nền trên đây này, này còn đâu đó vùng giá 24 đó, thì chị mình có thể mình lưu ý mình theo dõi anh chị ha thì phải trải qua được những cái giai đoạn sụt giảm của thị trường á, thì mình mới biết được là mà cổ phiếu nào nó gọi là nó dễ vào sóng nhất những cái mạng phiếu nào mà nó được đợi cung tốt nhất thì hiện tại nhóm ngành chứng khoán em đánh giá là có mạng cổ phiếu của CTS có mạng cổ phiếu của VCI là nó mang tính hướng gọi là mang tính hướng đầu cơ một tí đấy nên là cái việc mà nó gọi là nó nó tăng á nó sẽ có những cái tín hiệu gọi là nó những cái nhịp đầu á nhịp đầu hồi phục của thị trường á thì nó sẽ có những cái biên độ nó tăng tốt hơn so với những cái mạng cổ phiếu còn lại của thị trường ha thì nhóm ngành chứng khoán thì mình sẽ chú ý hai mạng cổ phiếu này rồi tiếp theo qua nhóm ngành nhóm ngành thép nhóm ngành thép anh chị mình đều những cái mã cổ phiếu giống như là hoa sen hay là nam kim thì nó hồi phục lên hồi phục quanh lại cái vùng nền này, này. nó rất là nhanh anh chị ha thì những cái mã phiếu này nhìn chung là cái điểm mua thì em đánh giá này nó nó vẫn chưa chưa xuất hiện những cái điểm mua đâu nhưng mà những cái mã cổ phiếu mà anh chị mình để ý á là những cái mã phiếu nó không thuộc những cái vùng nền này này đấy là những mã phiếu nó hồi phục nhanh nhất nó hồi phục tốt nhất so với cái thị trường chung của chúng ta đó giống như là nhóm ngành chứng khoán hcm ssi hay là vnd á, nó đang ở dưới những cái vùng này nè đây là những cái mã phiếu nó thuộc dạng yếu nó thuộc dạng yếu thời điểm hiện tại chứ không phải là những cái mã phiếu mạnh đâu anh chị ha những cái mã phiếu mạnh là những cái mã cổ phiếu mà khi mà thị trường chung của chúng ta nó có những cái tín hiệu điều chỉnh rủi ro mai nó vẫn giữ quanh cái vùng nền này này nếu mà anh chị mình để nè cái nền của, của vn của vn của chúng ta nó đã thùng rồi nhưng mà hoa sen nó chưa thủng nhóm ngành thép đa phần nó chưa thủng có nam kim cũng chưa thủng đấy năm kim chưa thủng thậm chí là nó hồi phục rất là nhanh anh chị ha hay là kể cả hòa phát nếu mà anh chị mình nhìn qua nó vẫn chưa thủng những cái vùng nền nên là cái nhóm tiếp theo anh chị mình chú ý cho những cái gọi là cái tuần sau chính là trạng thái của nhóm ngành thép anh chị ha nhóm ngành thép có mà cổ phiếu của hoa sen thì mình giá điểm mua thì nó sẽ chưa nó chưa phù hợp cho những cái điểm mua nhưng mà những cái điểm này anh đây là nó sẽ thuộc dạng những cái mã phiếu nó sẽ hồi phục nhanh nhất so với thị trường thì những cái mã phiếu này này nó cân bằng nếu mà cái trường hợp nó cân bằng bằng quanh vùng mươi 22 á nó cạn cung trở lại thì một cái điểm gọi là điểm xác nhận tiếp theo tại vì cái bản chất cổ phiếu nó có dòng tiền này có dòng tiền này nó có dòng tiền nhưng mà nó không đánh được tại vì cái yếu tố gọi là thị trường chung của chúng ta anh chị ha cái thứ hai chính là cái việc mà cổ phiếu nó cũng về lại những cái điểm gọi là điểm kháng cự rồi nó là những cái điểm như thế này nè là những cái điểm mà mình nên chờ đợi nên là cái việc mà những cái giai đoạn trước này bùng nổ nhưng nó thất bại này bùng nổ nó nhưng mà nó gặp thì gọi là nó gặp cái yếu tố gọi là yếu tố kháng cự này bùng nó nó gặp kháng cự và đồng cộng hưởng với cái việc mà thị trường chung nó xấu á thì những cái vùng này là những cái vùng mà nó vô hình chung nó được dụ bỏ những cái lượng cung hàng rất là lớn nên là qua thông qua cái phiên này anh chị ha nên là những cái giai đoạn sau nó gọi là nó chỉ cần nó kéo nó giữ nhịp quanh cái vùng này này thôi thì mình nhắc cái việc mà nó thu hút những cái dòng tiền trở lại là rất là cao anh chị ha nên là anh chị mình có thể mình chú ý khi mà nó giữ nhịp được còn những cái trạng thái mà nếu mà cái trường hợp nó hồi phục nhanh lên mà nó không có vô nó thì anh chị mình cũng sẽ hạn chế mình tham gia anh chị ha mình phải chờ đợi những cái tín hiệu gọi là nó cân bằng trở lại để mình nó hấp thụ quanh còn đâu đó em giá là khoảng hai đến phim tới thì nó sẽ tương đối tốt hơn anh chị ha. thì hôm nay là thì chẳng uh, thép có năm kim thì nó hồi phục tốt hơn. tại vì cái bản chất của năm kim á là nó gọi là khi mà cổ phiếu nó gọi là nó về lại những cái vùng này này thì nó không thùng đáy. nhưng mà hồ sen á, hồ sen thì hầu như là nó về là test lại cùng đáy này anh chị ha. Đó, nên là những cái mã cổ phiếu ho năm kim á, thì nó được đỡ cung tốt hơn anh chị ha nên là nhìn chung là mình vẫn kỳ vọng cho những cái nhịp độ khoảng đâu đó là khoảng mươi 24 đến mươi 26 chính là vùng target trước mắt của mã cổ phiếu của Nam kim đó là những cái vùng này thì nếu mà anh chị mình để qua á, nó cũng gần với những cái điểm gọi là cái điểm kháng cự rồi nên là cái việc mà cổ phiếu mình nên gọi là mình nên chờ đợi những cái điểm gọi là cái điểm bắt test á. cái điểm bắt test khi mà cái yếu tố cạn cung nó hình thành hết tại vì cái bản chất lượng cung hàng ở quanh cái vùng này nó vẫn còn đáng tương đối nhiều nên là cái việc mà cái giống, giống như những cái yếu tố những cái phiên giảm này anh chị mình để cái thanh khoản á nó vẫn còn đang tương đối lớn nó là cái những cái lương hàng kẹp nó vẫn còn đang ở trong cổ phiếu nữa anh chị ha nó làm phải chờ đợi chiết là chờ đợi cái phiên này về cái những cái phiên mà gọi là cái phiên nhà tư mình phô mô hay là nhà tư mình bắt đáy ở cái phiên này về này nó hướng gọi là nó xử lý gọi là nó vận động như thế nào nếu mà cái trường hợp gọi là nó bắt tét nhưng mà nó có những cái tín hiệu nó kiết dân về cái volume á thì anh chị mình có thể mình chú ý nhóm ngành thép anh chị ha và nhóm ngành thép hiện tại vẫn đang trong là những cái nhóm ngành mà đã đang được đỡ cung tốt nhất anh chị ha đó là trạng thái của nếu mà anh chị mình để qua soi qua từng gọi là từng cái mạng cổ phiếu trong cái dòng á thì anh chị mình có thể thấy được là cái dòng hiện tại nó không xấu nó không phải phân hóa giống như là trạng thái của những ngành gọi là nhóm ngành chứng khoán mà A là những cái dòng nó được giữ nhịp cả dòng chứ không phải là nó riêng lệ một vài cái mạng cổ phiếu nào cả anh chị ha nên là cái nhóm thép là cái nhóm mà anh chị mình nên chú ý trong một đến hai phiên tới nếu mà anh chị mình thiếu hướng an toàn thì mình có thể mình đầu tư vào mạng cổ phiếu của hòa phát thì những cái vùng này thì hầu như là nó đang trong một cái trạng thái gọi là tạo ra những mô hình nền trong nền nè nói cái nền này nó không thủng rồi nhưng mà mạng cổ phiếu này nhìn chung nó tương đối chậm hơn thì bằng đánh giá cái target cổ phiếu nó sẽ rơi vào khoảng giá 26 Đấy, của cổ phiếu nhưng mà nhìn chung là nó sẽ đi tương đối chậm đi tương đối gọi là tương đối từ từ nên giống với cái việc mà mình đi nhận định á là cái việc mà những cái mã cổ phiếu nó thiên hướng đầu cơ một tí thì nó sẽ có những cái tín hiệu nó chạy tốt hơn chạy tốt hơn trong những cái nhịp đầu anh chị ha nhưng mà những cái nhìn chung là những cái mã phiếu này nó vẫn giữ được qua những cái giai đoạn mà thị trường chung của chúng ta gãy đổ á, thì nhìn chung là cái target cổ phiếu em vẫn đặt ra là khoảng nhà 26 nếu mà anh chị mình thương hướng an toàn thì mình có thể mình lựa chọn mã cổ phiếu của Hòa Phát là còn tính chất đầu cơ thì anh chị mình có thể đầu cơ hơn một tí thì anh chị mình có thể mình lưu ý mã cổ phiếu của Hòa Sen hay là Nam Kim còn một cái mã cổ phiếu của nhóm ngành thép em đánh giá anh chị mình nên chú ý tới chính là mã cổ phiếu của VGS tại vì sao mình phải cần chú ý mã cổ phiếu của VGS tại vì nếu mà anh chị mình để qua cái thị trường chung á thì khi mà thị trường chung của chúng ta bắt đầu nó xuất hiện những yếu tố rủi ro này khi mở biên rơi này thì những cái mã phiếu này nó vẫn giữ được những cái vùng nền giữ được một vùng nền rất là tốt anh chị ha đấy sau đó là tại vì cái bản chất cổ phiếu này nó đã có nó có những cái phiên dòng tiền vào nó giữ nền này thì đấy những cái điểm như thế này này nó mới những cái mã cổ phiếu như này mới là những cái mã cổ phiếu mà nó sẽ đảm bảo cái tí gọi là cái mức độ gọi là mức độ rủi ro cho anh chị mình khi mà thị trường chung của chúng ta điều chỉnh anh chị ha nên là khi mà thị trường chung của chúng ta nó bắt đầu nó tín hiệu nó ổn dần trở lại một tí nó thu hút được những cái lực cầu một tí thì những cái mã cổ phiếu này là những mã cổ phiếu nó thể hiện cho cái yếu tố là cái dòng tiền nó vào dòng dòng tiền nó vào đánh bứt thoát lên anh chị ha thậm chí là những cái mạo phiếu này là những cái mạo phiếu nó thuộc dạng nó mạnh hơn so với thị trường chung của chúng ta anh chị ha và đặc biệt là cổ phiếu này nó chưa tăng trong những giai đoạn vừa rồi hầu như là nó đang đi trong một cái vùng nền tích lũy thôi thì bắt đầu nó có những cái thiên hướng nó thu hút được những cái lượng tiền đấy thu hút những cái dòng tiền trở vào đó, hầu như là cái form này là cái form mà nó đang trong một cái giai đoạn gọi là, gọi là giai đoạn tích lũy và nó đang chuyển dần sang một cái giai đoạn gọi là giai đoạn đầy giá của cổ phiếu nên là đối với trạng thái của những ngành thép em đánh giá là ở ở những cái nhịp hồi phục đầu tiên á thì anh chị mình có thể chú ý mã cổ phiếu của VGS anh chị ha còn ưu tiên tiếp theo chính là mã cổ phiếu của Nam Kim đó là à, nhóm ngành à, em sẽ loại nhóm ngành thép ha rồi thép dưới là bất động sản đấy thép là mã cổ phiếu của VGS anh chị mình nên chú ý tới ha đấy không như là nó đi rồi anh chị ha đấy này đi một hình tích lũy này thị trường chung của chúng ta điều chỉnh này nhưng mà, mà cổ phiếu nó vẫn giữ được một cái vùng nền giữ được những cái điểm gọi là cái điểm gọi là môi chài vào của dòng tiền Đấy, nên là sau đó khi mà thị trường chung của chúng ta nó công bằng một tí thôi gọi là nó thu hút được những cái lực cầu một tí thôi thì đây thì cho những cái bảng phiếu mà thuộc dạng gọi là nó có dòng tiền nó đỡ nó bắt đầu nó vào những cái nhịp nhiệm sống của thị trường rồi á thì những cái mã phiếu này anh chị mình nên chú ý tới thì những cái mốc còn nếu mà cái trường hợp bắt test này khoảng vùng giá 19.5 đến 20 á thì đó chính là những cái điểm hỗ trợ cổ phiếu anh chị mình có thể mình chú ý cho những cái phiên tuần sau anh chị Hà và mình nên em đang nhớ là cái thiên ngưỡng đầu cơ á, thì mình nên ưu tiên mảng cổ phiếu của VCS ha nó bắt đầu nó vào những cái cơn sóng mới của cổ phiếu rồi thì chị mình nên chú ý tới tại vì cái bản chắc phải trải qua những cái giai đoạn này này thì mình mới xúc mình mới nhận biết được mình mới nhìn thấy được những cái mã phiếu này là những cái mã phiếu nó thuộc dạng nó khỏe và đã bắt đầu nó vào một cái cơn sóng mới anh chị ha chú ý tới mã cổ phiếu của VCS rồi tiếp theo qua trạng thái của những ngành bất động sản thì hôm trước có nói với anh chị mình là những cái bàn phiếu giống như là HDC nó bắt đầu nó quay đầu nó sàn này những cái phiên này là những phiên mà anh chị mình phải xử lý anh chị ha còn những cái việc mà nó hồi phục lên như thế nào đi chứ nữa thì hầu như là nó không vào một cái phân của mình giống như là trạng thái của CKG này đây là những cái mẹ mà cổ phiếu mà mang thiên hướng đầu đầu ngành á đầu ngành mà thuộc dạng đích đơ đó thì hôm trước cái hướng đến cho anh chị mình hai cái vùng gọi là cái vùng giá 28 hay là cái vùng giá 27 á thì bắt đầu không có những cái vùng này là anh chị mình phải xử lý gọi là mình phải chặn thôi anh chị ha tránh đến những cái tình trạng gọi là nó trượt biên còn cái việc mà khôi phục lên những cái nhịp này nó chưa thể nói lên được cái vấn đề gì đấy chưa thể nói lên được những cái vấn đề gì tuy nhiên là nếu mà anh chị mình ghép hai cái phiên này lại á, là hai cái phiên gọi là phiên stopping volume 3 trong ngắn hàng thì đối với một cái lý thuyết về stopping volume 3 chính là những cái phiên tạo đáy của cổ phiếu thì nó thì những cái yếu tố những cái điểm đánh á chính là cái việc mà, mà nó phải giữ được những cái vùng nền này này, này nó không nó không được test về lại vùng này tại vì nếu mà cái test về lại vùng này thì những cái form mô hình gọi là stopping volume band nó sẽ fail tại vì nó vẫn giữ được vùng này trên này này để cho những nhà đầu tư nào bán vội qua hai cái phiên vừa rồi người ta không có cơ hội để mà người ta mua lại ở những cái vùng giá thấp mà phải ép buộc người ta mua lại ở những cái vùng giá cao thì sau đó nó test lại cạn cung này những cái dòng tiền vào đánh những nhịp sau tiền chị mình sẽ đánh an toàn hơn tuy nhiên là mà cổ phiếu nó đã có những cái biên độ tăng rồi nên là cái việc mà chị mình mua trong những cái nhịp hồi phục đầu tiên của cổ phiếu á thì em đánh giá là cái tín hiệu rủi ro của chị mình nó sẽ cực kỳ cao anh chị ha nên là mình phải chờ đợi những cái tín hiệu gọi là nếu mà nó trường hợp nó bắt tết thành công nó bắt tết cạn cung sau đó dòng tiền mồi vào gọi là vòng tiền đánh xác nhận thì mình có thể mình chú ý cho những điểm đánh sau còn điểm đánh thời điểm hiện tại em không ưu tiên ha mình sẽ ưu tiên vào những cái cổ phiếu nào của nhóm ngành bất động sản thì theo đánh giá là đầu tiên là mã cổ phiếu của đặc phương thì đặc phương là một cái mã cổ phiếu mà khi mà thị trường chung giảm cổ phiếu nó được thu hút dòng tiền Đấy, anh chị ha Đấy, mà bắt đầu nó vượt khỏi những cái vùng cái điểm kháng cự cổ phiếu à, này nè cái điểm kháng cự cổ phiếu này đấy là nó tạo ra những cái điểm gọi là điểm rất cao nhưng mà khi mà cái yếu tố rất cao của cổ phiếu nó không gặp gọi là nó gặp phải một cái áp lực của thị trường chung thì cổ phiếu nó sẽ rơi vào một trạng thái nó điều chỉnh nhưng mà khi mà thị trường chung của chúng ta bắt đầu nó cân bằng thì cổ phiếu nó bắt đầu nó lấy lại một cái vùng trên nhanh anh chị ha nó là những cái mã phiếu đạt phương trong những cái khoảng thời gian tới nếu mà nó có những tin trường hợp nó bắt tết lại quanh cái vùng nền này này còn giá 50 50 trăm mít thì với một cái tố cạn cung á em đánh giá anh chị mình có thể mình chú ý mà cổ phiếu của đặc Phương của đối với trạng thái của những ngành bất động sản thì cái target nó đang hướng đến cái vùng khoảng giá 56 đến giá 60 anh ra thì còn đâu đó khoảng biên độ khoảng 10 đến mười mấy phần trăm nó nhìn chung là anh giá nó vẫn sẽ có cơ hội và cái khả năng tăng giá và hiện tại nó đang thể hiện cho một cái mà cổ phiếu nó mạnh hơn so với thị trường chung anh chị mình có thể mình chú ý mình theo dõi cái điểm cắt lộ của cổ phiếu là chính là những cái điểm môi chạy vào dòng tiền những cái mà cổ phiếu nào á mình gọi là mình đánh theo phương pháp nào á thì mình phải gọi là quan trị rủi ro theo cái phương pháp ấy giống như là cái việc mà anh chị mình đánh cái gọi là đánh cái cổ phiếu mà nó tại nền thì khi mà thùng lên anh chị mình phải xử lý còn những cái mạng cổ phiếu mà anh chị mình đánh theo cái thương hướng gọi là cái dòng tiền vào xác nhận thì khi mà cổ phiếu nó thùng khỏi những cái điểm dòng tiền xác nhận thì lúc đó mình phải xử lý thì cái điểm xử lý nếu mà cái quản trình rủi ro của đối với trạng thái của đặc phương á chính là quanh giá 48 anh chị ha đó là trạng thái của đặc phương là mạng cổ phiếu đầu tiên của nhóm ngành bất động sản cái mạng cổ phiếu thứ hai của nhóm ngành bất động sản anh chị mình chú ý tới chính là mà cổ phiếu của năm từ liêm đấy năm từ liêm này nó giống với đặc phương đó thì khi mà thị trường chung gọi là thiên chung nó tăng á, thì cổ phiếu nó không tăng nhưng mà khi thị trường chung nó giảm á, bắt đầu nó cho thấy được những cái dòng tiền vào thì đấy mới là những cái mà cổ phiếu anh chị mình cần chú ý tới anh chị ha và năm từ liêm nè cũng bắt đầu là nó nhìn chung là nó đang bứt thoát khỏi những cái mô hình nền tích lũy cổ phiếu đây là những cái mô hình tích lũy lớn cổ phiếu anh chị ha thì nó đã tạo ra những cái điểm gọi là nhìn chung là em đánh giá là với cái trường hợp mà cổ phiếu đó, trong những cái phiên tiếp theo á nếu mà cái phiên ngày thứ hai nó mờ gáp á thì anh chị mình phải chờ đợi những đợi những cái điểm bắt test còn những cái mạng phiên còn những cái trường hợp mà nếu mà cái cổ phiếu nó tạo ra những cái điểm gọi là cái quay cầm quanh cái vùng này á nó tạo ra những cái điểm gọi là cốc tay cầm á đây này cái cốc này cái quay cầm này đấy nó test lại với những yếu tố cạn cung á thì anh chị mình có thể mình lưu ý tới mạng cổ phiếu của Nam từ Liêm anh chị ha. còn trường hợp nó mờ gap nó nó tăng luôn á thì anh chị mình chờ đợi những cái điểm mặt test không gọi là mình không mô khi mà cái cổ phiếu mà nó đang trong một cái ngưỡng kháng cự mà nó mờ gap đi lên á thì cái xác suất nó test về là cái vùng gap là cực kỳ cao nên là mình sẽ không mua đủ đối với những cái trạng thái của cổ phiếu mà nó mờ gap đi lên anh chị ha. còn cái trường hợp mà nó bắt test trở lại bắt test là quanh cái ngưỡng đâu đó em đánh nhớ là cái ngưỡng khoảng còn cái vùng mà khoảng vùng 28.5 á với một cái thanh còn thấp á, thì anh chị mình có thể mình chú ý tới anh chị ha nó sẽ tạo ra một cái mẫu hình gọi là mẫu hình quái cầm á cốc tay cầm á thì những cái mẫu phiếu này nó cho thấy được một cái yếu tố dòng tiền vào cổ phiếu nó tương đối mạnh anh chị ha phải bắt đầu những cái thứ hướng gọi là nó bức tốc những cái mẫu hình nền tích lũy cổ phiếu này đấy nên là những cái yếu tố này anh chị mình nên chú ý tới ha năm từ lim là một cổ phiếu tiếp theo đó là, là trạng thái của dg nhưng mà dg á đối với hai cái phiên ngày này này là cái phiên mà nó tạo ra những cái điểm stopping volume 3 thì hầu như là cái lý thuyết về stopping volume 3 em cũng có vừa nhắc đến với anh chị mình á là những cái mạo phiếu này mà cái trường hợp mà nó hồi phục nhanh lên quanh cái khung này này là những cái điểm để cho anh chị mình có thể mình xử lý chứ không phải là những cái điểm mua. Còn cái trường hợp nào á mà nó gọi là nó công bằng quanh cái vùng này này, nó bắt test lại với một cái thanh còn thấp, sau đó cái dòng với một cái thanh còn thấp này, sau đó cái dòng tiền vào, moi vào trở lại đánh xác nhận thì anh chị mình đánh nhịp sau nó sẽ rất là an toàn. À, còn những cái điểm mà nó có những cái tương ứng gọi là hồi phục lên đầu tiên á là những cái điểm để cho anh chị mình xử lý tại vì cái bản chất những cái vùng trên này này cái lượng cung hàng nó sẽ rất là nhiều nên là nó sẽ không phù hợp cho những người đi mua với một cái trạng thái mà nếu mà cái trường hợp gọi là cái phiên ngày thứ hai hoặc là cái phiên ngày thứ ba nó vẫn tiếp tục nó tăng thì đấy không phải là những người đi mua mà những người đi mua nó phải ở đâu đó là nó phải tạo ra một cái vùng nền biên tích lũy mới. Cái yếu tố gọi là nó kiểm tra cái lượng cung hàng nó cạn cung thì lúc đó mình phải mua khi mà cổ phiếu nó tạo ra một cái điểm xác nhận mới của cổ phiếu anh chị ha. Thì nhìn chung là mình vẫn đưa vào một cái danh sách quan sát thôi quan sát mình chủ yếu theo dõi ha thì đầu tiên là mà cổ phiếu bất động sản có đạt phương này có năm từ liêm này và có dg thì dg là ưu tiên sau ha ưu tiên sau đấy tích lưỡi xong thì mình sẽ mua đó là trạng thái của nhóm ngành bất động sản rồi tiếp theo qua một cái nhóm ngành khác chính là công nghiệp và đầu tư công thì công nghiệp đầu tư công thì anh chị mình cũng có thể thấy tức là hôm trước em cũng có nói với chị mình là em mình tham gia khi mà cái phong nó đạt mẫu hình chính là trạng thái của c4g đấy thì cái mà cái cổ phiếu này nó nhìn chung là nó đi chung với, nó đi đúng với một cái phương pháp của mình thì thì nhìn chung là mình không có lý do gì mà mình, mình không mua à, mình, mình mua ở phía này thì khi mà thì đường, khi mà mua thì vô hình chung nó nó tiêu cực một cái là khi mà nó, thì nó gặp cái thì đường chung nó xấu thì cổ phiếu nó điều chỉnh theo nhưng mà khi mà thì đường chung nó công bằng á thì những mã phiếu này này nó được đỡ cung lại nhanh đó anh chị ha, anh chị mình đến này dòng tiền vào này bắt test lại này thì những mã phiếu này em đánh giá này nó vẫn sẽ có những cái vùng target đâu đó khoảng giá khoảng 15 đến giá 16 đối với trạng thái của mạng cổ phiếu của C4G thì những cái mạng cụ phiếu này nó vẫn giữ được trên cái vùng nền như thế này em đánh giá là rất là tốt anh chị ha thì chị mình có thể mình chú ý mình mình canh những cái vùng này nếu mà nó test lại quanh giá khoảng 13.5 13.6 thì chị mình có thể mình chú ý được đối với trạng thái của C4G đối với nhóm ngành khu nghiệp anh chị ha tại vì cái bàn chất cổ phiếu nó có dòng tiền Đấy, đầu tư công đầu, khu nghiệp đầu tư công đó. C4G là mạng cổ phiếu đầu tiên rồi tiếp theo mà cổ phiếu khác chính là trạng thái của CTD Đấy, ctd là nó thuộc những cái dạng gọi là mô hình uh, gọi là mô hình gậy nên dũ đấy gậy nên vũ thì phải chờ đợi nó giống với trạng thái của nó chả khác gì mà cổ phiếu của hoa sen đâu chị đấy hoa sen giai đoạn này nè đấy bắt đầu đi lên nè không bước tốt được sau đó nó vũ quá vũ quá sau đó nó phải cần cân bằng lại hai đỉnh uh, gọi là còn một vài phiên cạn cung nó xuất hiện thì mình phải đánh khi mà mình phải chờ đợi những cái nhịp này nè đấy là ctd nè đấy hiện tại nó đang vũ nè sau đó cân bằng lại cạn cung này đó, những cái mã phiếu này nhìn chung là nó bắt đầu nó cái lượng cung hàng nó tung ra nó rất ít dần rồi thì mình phải chờ đợi một cái phiên gọi là nó bùng nổ nó xác nhận để mà đánh những cái nhịp tép còn nếu mà cái trường hợp mà nếu mà anh chị mình để á, là cái trend tăng cổ phiếu nó vẫn đang duy trì nó chưa gãy những cái vùng trend đấy nên là những cái mã phiếu này mình phải chờ đợi anh chị ha chờ đợi những cái tín hiệu hiện tại nó đang trạng cung rất là tốt rồi mình phải đưa vào một cái list mình theo dõi anh chị ha đây nè tích lũy nè trạng cung nè, dòng tiền vào anh chị mình đánh cái phim này nó không sao cả đấy hôm trước em cũng có tham gia cái phiên này này đấy cũng hướng dẫn cho anh chị mình tham gia mình tham gia thì hôm đó mình nhận biết nhận sớm nên là chung là mình tham gia ở quanh cái vùng giá dưới vùng giá 64 em nhớ là 63.7 63.8 gì nữa thì hàng về mình lại đâu đó còn còn 10 trăm nó hơn 10 trăm rất là tốt anh chị ha nên là những cái điểm như thế này nè mình phải chờ đợi những cái điểm xác nhận anh chị ha bắt đầu nó cạn cung dần thì đây là những cái trạng thái mà anh chị mình phải đưa vào một cái list mình theo dõi còn những cái mã phiếu mà hầu như là giai đoạn trước nó tăng á giống như là idc hay là vgc á thì những mã phiếu này cái lượng cung hàng trên này nó sẽ rất là nhiều anh chị ha tại nên là qua mọi cái đợt sụt giảm của thị trường anh chị mình mới thấy được là các trạng thái gọi là chuyên giao về mặt cổ phiếu chuyên giao về mặt cái dòng anh chị ha nên là tại vì sao những cái mã cổ phiếu thuộc dạng leader giai đoạn trước mình không ưu tiên nữa đó là vì thế anh chị ha tại vì trải qua những cái đợt sụt giảm như thế này này thì mình mới biết là giống như là những giai đoạn giai đoạn mà cổ phiếu nó tăng giai đoạn biến động lòng ở những cái vùng nền đỉnh như thế này á là cái lượng cung hàng nó kẹp rất là nhiều trên vùng này nên là chỉ cần nó hồi lên một vài phiên thôi thì cái lượng cung đó nó vô hình chung nó sẽ tạo ra áp lực cho cổ phiếu anh chị ha nó giống như là nó chả khác gì mà cổ phiếu của BR cả BR của nhóm anh dầu khí á, giai đoạn trước này nó tăng rất là tốt nhưng mà những giai đoạn sau nó bắt đầu nó chừng lại nó không tăng nữa tại vì cái bạn chắc cái lượng kẹp hàng vùng trên này rất là nhiều nó là không cái dạy gì mà một cái dòng tiền lớn người ta bùng nổ lên để mà những cái lượng hàng này, người ta thoát ra trẻ mà thay vì đó người ta đánh mà những cái bàn phiếu mà giai đoạn trước có những như là BVD nó không có tăng nhiều không tăng nhiều đó, anh chị mình đấy nè BSR nó gọi là nó có những trạng thái của là nó đánh vượt đỉnh này nhưng mà BVD sao gì BVD nó đánh, nó không đánh vượt BVD nó ở những cái vùng dưới này này nó không thu hút được những cái sự hấp dẫn những cái sự phô môn của nhà đầu giai đoạn trước nên là những cái giai đoạn sau nó đánh rất là rất là thành thoát anh chị ha nó là nó trái ngược với mạng phiếu của BR á nên là BR này giai đoạn trước nè thu hút rất là nhiều nhưng nên là những cái giai đoạn sau nó gọi là nó kẹp những cái lượng cung hàng trên này, này rất là nhiều nên là cái việc mà dòng tiền lớn người ta không có dạ gì người ta đổ vào nó đánh đổ vào đánh để mà những cái nhà đầu tư còn kẹp hàng vùng trên này người ta thoát, thoát ra cả anh chị ha mà người ta đánh những cái mạng phiếu nào khi mà tại vì cái chắc có coi gọi là cái vận động của thị trường chung của chúng ta vận động ở tất cả các lĩnh vực nó đều vận động theo một cái trạng thái gọi là cung cầu nói khi mà cái cung hàng nó tăng thì gọi là cung hàng tăng thì cổ phiếu sẽ giảm còn khi mà cái cầu nó tăng á thì cái cổ phiếu nó sẽ tăng anh chị ha nói đó là những cái giai đoạn này này tăng cung này thì những cái giai đoạn sau nó rất là khó đánh anh chị ha nó nó giống với những cái trạng thái mà những cái mà cổ phiếu thuộc dạng leader giai đoạn trước giống như là trạng thái của idc khách trạng thái của VGC nó là giai đoạn này em sẽ không ưu tiên đánh vào những cái mã cổ phiếu thuộc dạng leader ở những cái nhịp trước nữa giống như v, VGC hay là giống như IDC hay là nhóm ngành HDC hay là CKG em sẽ không ưu tiên nhưng mà thay vì đó mình sẽ ưu tiên vào những cái mã cổ phiếu nó đang chuyển dần từ từ cái giai đoạn gọi là giai đoạn tích lũy sang giai đoạn đại giá Đấy, thì vẫn có có những cái cổ phiếu nhóm ngành bất động sản có đặc phương này hay là có nam từ liêm này đấy là những cái mã phiếu nó đang bắt đầu nó chuyển dần anh chị ha hay là VGS ngoài nó đang chuyển dần còn những cái trạng thái giống như, như là ctd này bắt đầu nó vẫn, gọi là nó còn giữ được những cái vùng trend nó là anh chị mình phải mình phải chú ý cho những cái điểm xác nhận bùng nổ với mặt thanh khoản bờ biên trở lại thì anh chị mình sẽ đánh cho những cái nhịp tới nó sẽ rất là an toàn anh chị ha nó là nhóm ngành cung nghiệp đầu tư công á anh chị mình có thể mình chú ý mã cổ phiếu của c4 này hay là ctd rồi này CTD này Đấy, thì anh chị mình lưu ý tới trong những tuần sau anh chị ha rồi một cái dòng tiếp theo em muốn gửi đến cho chị mình chính là cái dòng bán lẻ thì anh chị mình nếu mà anh chị mình liên qua một những cái trạng thái của những ngành bán lẻ thì có những cái trạng thái giống như là masan này là Masan là mã cổ phiếu đầu tiên. Tuy nhiên là mã cổ phiếu này nó hơi mang tính chất điều tiết một tí. Nhưng mà nếu mà mình xét về một cái trạng thái nhân mục á hay là trạng thái về vận động của cổ phiếu á thì những cái mã phiếu này nó vẫn giữ được một cái xu thế tăng. Anh chị ha, bắt đầu nè, tạo ra những điểm shopping volume 3 này, sau đó nó có tích lũy lại nó cạn cung này thì những mã phiếu này công bằng một vài phiên tới thì nếu mà anh chị mình ưa thích, mình có thể mình chú ý mình đánh mã cổ phiếu của Masan của nhóm ngành bán lẻ em bằng anh giá là nhóm ngành bán lẻ thì thì thường nó sẽ gọi là còn đối với cái quý tư á, thì thường những cái nhóm ngành giống như là thứ nhất là những ngành bất động sản cái thứ hai là những ngành bán lẻ là những nhóm ngành mà nó sẽ thường có những cái tư hướng gọi là nó tích cực đấy nó tích cực cho những cái cái quý gọi là cái quý cuối năm anh chị mình để qua những cái khoản bút lợi nhuận á, về nhóm ngành bất động sản á, thì thường người ta sẽ bút lợi nhuận hay là người ta sẽ ghi nhận ghi nhận doanh thu á, là còn cái quý tư anh chị ha còn nhóm ngành bán lẻ thì hầu như là cuối năm thì cái việc mà tăng những cái những cái nhu cầu á, nên là cái gọi là cái doanh thu nó cũng sẽ gia tăng anh chị ạ nên là những những cái nhóm ngành bán lẻ thì những trải qua những cái giai đoạn này nó vẫn giữ được những cái vùng nền này thì anh chị mình có thể mình chú ý tới Masan là cổ phiếu đầu tiên cái này là cổ phiếu của đi World đấy đi này nó vẫn giữ được những cái trạng thái vùng nền này đấy những cái trạng thái như thế này này đấy thì có khi mà cái thị trường chung của chúng ta nó vẫn ở đâu gì nó vẫn ở những cái vùng dưới nền đấy hôm nay cổ phiếu gọi là cái giá cao nhất của đi World á thì trước khi thị trường chung của chúng ta nó giảm á là ở khoảng giá 75 thì lúc đó thị trường chung của chúng ta nó ở khoảng đâu đó khoảng vùng 1290 còn bây giờ là thị trường chung mới có vùng 1250 à, mà đi quân nó đã lấy lại cái mốc gọi là khoảng đâu đó khoảng vùng ba trăm năm thì những cái mã phiếu này em vẫn kỳ vọng cho những cái nhịp đánh đánh gọi là đánh lên tay cái còn đâu đó vùng 80 tám đối với trạng thái của những bạn lẻ anh chị ha khi mà nó đã giữ nhịp rất là tốt rồi thì anh chị mình phải chú ý cho những cái điểm tuần sau đấy đi kỳ là mà cổ phiếu đầu tiên rồi tiếp theo qua mà cổ phiếu của FRT thì FRT nó đang giống với những cái phơi mẫu hình nào anh chị đây là những cái trạng thái gây nên vũ đấy gây vũ này sau đó tạo ra những cái biên cân bằng nó không bắt test lại và nó bắt đầu nó cân bằng đấy nó chỉ cần một cái phiên dòng tiền vào xác nhận nữa thôi anh chị mình chui tới đấy thì cái target cổ phiếu nó sẽ rơi vào còn vùng giá 96 đến giá 100 anh chị ha thì mình quản trị rủi ro khi nào khi mà cổ phiếu nó thung khỏi những cái điểm này này cái điểm bắt té cổ phiếu chính là khoảng 84 cổ phiếu anh chị ha nên là cái trạng thái nhóm ngành bán lẻ này các mã cổ phiếu của đi world này các mã cổ phiếu của frt này đấy là những cái mã cổ phiếu anh chị mình nên chú ý tới hoặc là có thêm mã cổ phiếu của masan nữa đấy thì nhìn chung là nó vẫn đi chung một cái form thôi anh chị ha là còn mà cổ phiếu của MWG thì MWG thì em nhìn chung là mình ưu tiên cho những cái trạng thái anh chị nào đang nắm giữ hoặc là anh chị mình gọi là anh chị mình muốn tham gia thì nhìn chung là em vẫn đánh giá là nó vẫn sẽ còn những cái xu thế tuy nhiên là những cái giai đoạn trước này nó mờ gáp tương đối nhiều đó nên là nhìn chung là nó sẽ nhìn chung là em vẫn sẽ chưa ưu tiên không ưu tiên bằng những cái bàn phiếu khác nhưng mà đối với những cái trạng thái mà nó đã có những cái bước chạy ra như thế này rồi đó, thì mình phải chờ đợi thì mình giá cái target cổ phiếu nó sẽ rơi vào khoảng mươi 76 đến mươi 78 đối với trạng thái của MLG anh chị ha đó là nhóm ngành bán lẻ hoặc là tiếp theo qua những cái trạng thái của nhóm ngành đạm đạm có đồng tăng tăng tốt này đó, thì mình kỳ vọng cho những cái nhóm ngành đạm này nó sẽ hồi phục tốt hơn anh chị ha thì cái target khoảng đâu đó khoảng bốn 40 đối với trạng đạm cà mau 40 đến mươi 42 tuy nhiên là để mà nó về lại giảm 46 á em đánh giá không cao tại vì sao tại vì cái chu kỳ mà đầu cơ nhất cổ phiếu nó gọi là nó tăng cao nhất nó cũng chỉ ở vùng giá 46 thôi còn những cái trạng thái như thế này này hiện tại là những cái giai đoạn mà nó đã trải qua một cái chu kỳ đánh mạnh của phiếu rồi nó là cái việc mà để mà mình kỳ vọng cho những cái nhịp đánh hồi phục về đỉnh hay là vượt đỉnh đó nó sẽ rất là khó đối với những cái nhóm ngành này anh chị ha nên là mình kỳ vọng cho những cái nhịp đánh gọi là đánh về những cái vùng target ngắn thôi thì trước mắt còn giá 40 đến giá 42 đối với đạm cà mau còn đạm phú mỹ thì em đánh giá là nó sẽ rơi vào khoảng giá 58 đến giá 60 anh chị ha khi mà nó hồi phục vẫn rất là tốt rồi ha hay là trạng thái của DGC đấy DGC nó như nhóm ngành nhóm ngành nhóm ngành đạm á nó giống với nhóm ngành gọi là con DGC của nhóm ngành đạm nó, nó giống với mã cổ phiếu của Hòa Phát của nhóm ngành thép á anh chị ha chung chung là nó, nó sẽ đi tương đối chậm hơn so với những cái trạng thái trước tại vì trạng thái khác giống như là tại vì cái trạng thái trước nó tăng rất là mạnh rồi anh chị đó dạ, nên là những cái vùng này bắt đầu nó tạo ra những cái biên nên là nhìn chung là nếu mà ưu tiên thì em giá dạ, ưu tiên đạm cà mau hay là đạm phú mỹ hơn ha thì đó là thì nhìn chung là cái danh mục của mình thì em sẽ gói gọn lại qua những cái nhóm ngành thì chứng khoán em vẫn nhìn chung là mình uh, chưa ưu tiên lắm nhưng mà nếu mà cái trường hợp mà anh chị mình muốn ưu tiên á thì mình có thể mình chú ý những cái mã cổ phiếu mang chất đầu cơ một tí chính là trạng thái của VCI hay là trạng thái của CTS anh chị ha nhóm thép thì anh giá là những cái trạng thái đầu cơ giống như là VCS thì nó sẽ có những cái biên độ tăng nó tốt hơn ha VCS hay là Nam Kim bất động sản có đặc phương Nam Từ Liêm hay là công nghiệp có c 4 g thì những cái nhóm anh này là những nhóm anh em đánh giá anh chị mình có thể mình chú ý theo dõi cho những cái nhịp tuần sau và nếu mà nó đạt được những cái điều kiện gắn thì anh chị mình cứ tham gia vào ha thì đó là cái xu hướng về mặt thị trường chung thì mình đánh giá là nhìn chung là khả năng thị trường chung của chúng ta nó sẽ có những cái tín hiệu nó dập nhiều thì hôm trước có gửi đến cho chị mình về hai cái mốc hỗ trợ chính là cái mốc đầu tiên chính là vùng 1225 đến vùng 1230 thì bắt đầu nó về lại vùng này nó đã có được những lực cầu rồi cái vùng cái mốc thứ hai chính là cái mốc khoảng vùng 1200 đó là hai cái mốc mà đáng chú ý của thị trường chung của chúng ta anh chị ha nhưng mà với một cái việc mà nó bắt đầu nó thu hút lại đưa những cái cái việc cái nhịp gọi là cái nhịp về mặt cuối xuống chiều á thì mình giá là nó sẽ cái tín hiệu hấp tụ nó tương đối tốt rồi đó nên là cái khả năng trong những nhịp ngắn hạn thì chị mình có thể mình chú ý gọi là mình vẫn tìm kiếm được lợi nhuận thì trước mắt mình sẽ chú ý vào những cái bàn phiếu mà nó thuộc dạng nó đang khỏe hơn so với thị trường chung thứ nhất là mình sẽ ưu tiên vào những cái dòng cái dòng nó gọi là nó đang thuận á thì chị mình tham gia thì nhìn chung nó sẽ tương đối an toàn hơn còn những cái mảng cổ phiếu mà là cái dòng nó chưa thuận thì chị mình sẽ chú ý cho những cái mã phiếu thứ nhất là mang chất đầu cơ hơn một tí cái thứ hai là nó gọi là nó đang bứt thoát nền thì nó sẽ tương đối tốt cho những nhịp tiếp theo mình sẽ ưu tiên anh chị ha thì cái list theo dõi cái list cổ phiếu thì mình sẽ gửi đến anh chị mình đây ha thì mình có thể mình chú ý theo dõi trong cái tuần sau thì đó là một vài cái nhận định quen về cái thị trường chung thì trường hợp này nếu mà thị trường chung nó về lại vùng này này em đánh giá nó vẫn sẽ gặp áp lực nên là những cái mã phiếu nào mà nó thuộc dạng nó đi chung với một cái phân mô hình của thị trường chung á thì chỉ mình phải chờ đợi một cái phiên gọi là phiên bùng nổ đặc biệt những cái màu phiếu giống như là HCM này đấy thì mình phải chờ đợi một cái phiên gọi là phiên bùng nổ xác nhận đấy những cái form như này mình phải chờ đợi thôi anh chị ha còn những cái màu phiếu mà nó thuộc dạng gọi là nó mạnh hơn thị trường chung rồi á nó bắt đầu nó trải qua những giai đoạn này nè nó bắt đầu nó mạnh hơn thị trường chung là bắt đầu, nó bắt đầu gọi là nó thu hút lại được những cái dòng tiền nó tốt hơn thị trường chung thì những cái mặt cổ phiếu đó anh chị mình nên chú ý tới chú ý và hướng đến thì mình sẽ tìm kiếm lợi nhuận nó tốt hơn trong những cái nhịp này ha thì qua trải qua những cái cái giai đoạn mà sụt giảm của thị trường thì những cái dòng cổ phiếu mới những cái mà cổ phiếu mới nó mới ra đời và lúc đó mình thì mình sẽ mới gọi là mình nhận biết được những cái mã cổ phiếu nào là những cái mã cổ phiếu nó có dòng tiền để mình đánh thì nó sẽ rất là tốt hơn anh chị ha thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà làm ra những video tiếp theo anh chị ha nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với quan điểm đầu tư của anh chị mình thì anh chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 8 tháng 6 để mà cùng đồng hành cùng em trong room khách hàng mình nhận những cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong viên anh chị ha thì em cũng xin nay hôm nay cũng là một cái ngày trung thu thì em cũng xin kính chúc anh chị mình có một cái mùa trung thu ý nghĩa và hạnh phúc bên gia đình và người thân anh chị ha em thì mình sẽ hẹn gặp lại anh chị mình vào cái video vào tuần sau em cũng xin xin kết thúc video tại đây ạ